2.5 có 3.999 thôi. Rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi anh câu này thì anh khẳng định là không nhá, hoàn toàn không. Và nếu như mà theo kiểu gấp như thế thì anh cũng không khuyến khích các bạn đi đâu, kể cả nếu nó có kịp. Anh sẽ phân tích như sau cho em để em biết. Đầu tiên là kỳ thi của bọn em tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6, thì chậm nhất vào cái ngày 22 tháng 7 là Bộ Giáo dục sẽ công bố kết quả thi bọn em nhanh nhất có thể mà nhận được cái bằng tốt nghiệp gốc á, khoảng tháng 8 hoặc là tháng 9. Và không phải là cứ nhận bằng tốt gốc là bọn em có thể nạp sang trường được luôn, mà bọn em sẽ cần phải là xin dấu tím đã. Thời gian bọn em có tem tím là nó rơi vào tầm khoảng tháng 9 và tháng 10 rồi. Khi nạp sang trường đầy đủ, bây giờ xét visa mà nhanh nhất 10 ngày cho đến 1 tháng, vậy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 10 và tháng 11 thì các bạn mới có kết quả visa. Vậy thì em nghĩ sao, có kịp kỳ tháng 9 hay không? Và anh khuyến khích các bạn không nên đi vội kỳ tháng 9, mà thay vì thế thì mình có phải có một lộ trình rõ ràng để mình chuẩn bị và mình đi kỳ tháng 12 năm 2023.